Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về công dụng của cây an xoa đối với các bệnh nhân có mắc bệnh các chứng bệnh về gan. Thì cây an xoa có thể được dùng để hỗ trợ điều trị nóng gan, viêm gan, men gan cao, viêm gan, xơ gan và ung thư gan, giúp bạn có sức khỏe và ăn uống ngon miệng, có giấc ngủ sâu, da dẻ hồng hào, hết vàng da và giảm mỡ bụng và tăng cường chức năng về gan. Còn nếu như bạn là người bình thường khỏe mạnh thì bạn cũng có thể dùng cây an xoa để giải độc, thanh lọc gan và chống các tác hại của bia rượu, thức ăn nhiều dầu mỡ và tăng cường chức năng gan. Cây an xoa chính là thuốc tinh của các bệnh nhân gan và là thảo dược tuyệt vời cho sức khỏe lá gan của bạn.